Rồi xin chào anh em nha. Chúc anh em có ngày làm việc thành công nha. Hôm nay mình về được một Yoi 4 này. Yoi 4 RAM 364 nha. VinSmart. Yoi 4 RAM 364. Anh em. RAM 3GB. 464GB. Con này màn hình 6.5 và pin 5000 nha. Pin trâu bò. Xài rất ok, máy nguyên siêu. Máy nguyên siêu. Về được tầm hơn chục cây thôi. Đây mình giới thiệu trước anh em vài cây. Hơn chục cây thôi, anh em mà cần liên hệ nha. Giá thì cực mềm, giá bữa nay nó đau xuống quá mềm cho anh em rồi, xài rất là sướng nha. Pin 5000, máy mới ha. Máy thì kèm ốp lưng này, full box. Mình sẽ full box cho anh em xem đây, ốp lưng có cho anh em nè. Đây, cấp cáp sạc tai nghe là đủ. Hai anh em. Đó. Cáp sạc ok, máy đẹp nha. Yoi 4 anh em. Đó. Máy quá là ok luôn. Màn hình 6.53 luôn anh em, 6.53 nha. Chip 665 này xài rất ok nha. Pin 5000 có sạc nhanh luôn. 4 camera. Yoi 4, anh em nào cần quan tâm máy dòng rẻ nó thì bật nha. Mức giá yêu thương cho anh em luôn. Đây, màn hình này. Màn hình camera đục lỗ nha, camera chìm. Yoi 4 RAM 364 nha anh em, chứ không phải 332 nha. Con này là bản RAM 364. Máy full box nguyên siêu. Anh em nào cần thì liên hệ ha, có vài cây thôi. Sẽ hết sớm. Máy cực đẹp, màn sáng đẹp. Đó. Cổng sạc tai si. Cổng sạc tai si đời mới ha. Anh em nào cần thì hú mình nha. Số thoại đặt hàng thì 0355 356 356, anh cứ gọi điện thẳng cho mình là sẽ có hàng cho anh em nha. Con này để anh em giá cực mềm 2.3 triệu. Anh em là cần thì hú liền, sẽ hết sớm nha. 2.3 triệu một cái máy nha, chỉ 2.3 triệu thôi. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây, chỉ review cho anh em vài con Yoi 4 giá cực mềm 2.3 triệu, nó đã giảm 1 triệu cho anh em rồi. Bữa trước là 3.3 triệu nha, còn có 2.3 triệu thôi vài máy. Anh em nào cần thì liên hệ liền nha. Thân ái chào cả nhà.